Hà ngồi lùi lại. Đừng có nhiều động thế, chờ đứng yên thôi. Động nút đâu. Số báo danh 261. Chó được 9 đến 12 tháng. Kobe Vom Bảo Long. Sinh ngày 30 tháng 3 năm 2019. Chủ chó là anh Hoàng Bảo Long, Thái Nguyên. Đây là con gật dê sinh sản ở Việt Nam. Đẹp dai rồi. Nhớ lúc nào đi ra đây thì mặt phải tươi tí lên hình. Đây hạn từ 9 đến 12 tháng dành cho chó đực. Có một chú chó trên đường dinh. Và chú chó được đây đánh giá là very promising, rất hứa hẹn. Và sau đây là đánh giá chi tiết của trọng tài về chú chó 11 tháng 261 này. Kích cỡ trung bình. Thể chất tốt. Khỏe mạnh. Khá là rắn săn chắc. Tỷ lệ giữa chiều cao và chiều dài tốt, ấn tượng tốt, màu mảng sắc tố lông tốt, ấn tượng về giới tính được tốt, bờ vai cao và dài, đường lưng chắc chắn, mái mông hơi ngắn, hơi dốc, góc chân trước tốt, góc chân sau rất tốt. Lực dưới rất là sâu. Very promising. Phần VP đấy. Chó chuẩn. VP. Chú chó di chuyển chuẩn. VP. Chú chó di chuyển
thể hiện được sức mạnh và cần chị đang hỏi là VVV hay là VP trong quá trình di chuyển. Và thêm một đánh giá nữa từ cái tay bên trong, tay bên ngoài, từ phần chán của chú chó thì cần có cái độ gãy. À thì theo cái ấy này là nó sẽ là VV sẽ đẹp hơn. Anh tiện cho em hỏi cái này. Cái chữ SV là gì? Muốn biết SV là gì thì về là hội viên. Vậy hội viên. Đúng. Em thấy toàn FV, FV đúng không? Tên nhìn không? F đồng mai bao vì này không biết cái FV là gì luôn. Nếu bây giờ muốn được hay không thì phải là hội viên để FV là biết được. Đúng không? Đó đấy. Đâu đã làm việc. Bảo ông ấy kia, bảo ông ngồi thấp xuống để mình chụp chính. Báo hạn thi kế tiếp là hạn thi chó cái 9-12 tháng, có hai con chó tham dự, số danh 278-27. Chó cái từ 9-12 tháng, số danh 278 và 279. 278 là Cleo Vom Lê Khuyến. Cleo Vom Lê Khuyến sinh ngày 18 tháng 2 năm 2019. Chủ nuôi anh Lê Khuyến Thái Nguyên. Nhóm kiểm tra kế tiếp là nhóm chó đực 12-18 tháng tuổi, có số danh 263, 264, 265, 266 và số danh 82. Trở về khu vực kiểm tra cơ bản. Rồi, leo. Leo. Đúng rồi. Con này ấy, con này nó bắt là mạnh nhất. Đây bây giờ em cho anh xem cái này anh làm. Chạy.